Xin chào tất cả các em. Video học hôm nay cô và các em chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập trong vở bài tập toán lớp 3 bộ sách Cánh Diều. Bài 26 đó là bài 1/2, 1/4. Yêu cầu các bạn viết theo mẫu này. Ở đây, ví dụ như một hình tam giác, người ta đã chia thành hai phần bằng nhau và đã tô màu vào một phần. Như vậy người ta nói là đã tô màu vào 1/2 hình tam giác. Tương tự như vậy chúng ta có một hình tròn, người ta chia thành hai phần bằng nhau, tô màu vào một phần. Như vậy chúng ta nói là đã tô màu vào 1/2 hình tròn. Vậy chúng ta sẽ viết là đã tô màu. Vào 1/2 của hình tròn. Tiếp theo chúng ta có một hình chữ nhật, đúng không? Một hình chữ nhật chia thành hai phần bằng nhau và tô màu vào một phần. Như thế này thì người ta gọi là đã tô màu vào 1/2 của hình chữ nhật. Đã tô màu vào 1/2 của hình chữ nhật. Đã tô màu vào 1/2 hình chữ nhật. Tiếp theo chúng ta có một hình vuông. Hình vuông này được chia thành hai phần bằng nhau, mỗi phần là một hình tam giác đây. Thì người ta nói là đã tô màu vào 1/2 của hình vuông. Vậy đã tô màu vào 1/2 hình vuông. Tiếp theo, như vậy chúng ta đã điền được là ba cái phần chấm chấm đầu tiên. Đấy, là đây là chúng ta đều là ở đây là đều là tô màu vào 1/2 đúng không? Như vậy chúng ta đã nói là đã tô màu vào 1/2 của hình tròn này, đã tô màu vào 1/2 hình chữ nhật này và đã tô màu vào 1/2 của hình vuông rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang ý B. Những bạn nào mà chưa hoàn thành xong ý A, các em hãy dừng một chút để các bạn làm cho xong nhé. Cô chuyển sang ý B như sau. Sang ý B, người ta có một cái hình vuông đây, chia thành 4 phần đây, 1, 2, 3, 4. Chia thành 4 phần bằng nhau và tô màu vào một phần. Như vậy người ta nói là đã tô màu vào 1/4 của hình A, chúng ta có cái hình A, đặt tên hình A. Sang hình B, hình B là một hình chữ nhật, người ta chia thành 4 phần bằng nhau, 1, 2, 3, 4, có phải không? Như vậy chia thành 4 phần bằng nhau và đã tô màu vào một phần. Như vậy người ta nói là đã tô màu vào 1/4 của hình B. Đã tô màu 1/4 của hình nào đây? Hình B. Tiếp tục, cái hình C này là một hình tròn, người ta chia thành 4 phần bằng nhau, 1, 2, 3, 4 và đã tô màu vào một phần như thế này thì chúng ta nói là đã tô màu vào một phần này trong 4 phần đúng không? Tô màu vào một phần trong 4 phần thì người ta gọi là đã tô màu vào 1/4 hình C. Đã tô màu vào đâu? 1/4
của hình C. Tương tự, chúng ta có một nửa của hình tròn đã chia thành 4 phần bằng nhau, tô màu vào một phần. Như vậy chúng ta nói là đã tô màu vào 1/4 hình D. Đã tô màu vào, vào đâu? Vào 1/4 của hình D. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 1. Nhưng bạn nào mà chưa xong, các em hãy dừng lại một chút để các bạn làm cho xong. Cô chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2, người ta cho các bạn các cái hình vẽ, yêu cầu các bạn quan sát các hình vẽ để chúng ta trả lời các cái câu hỏi sau. Ở bài 2A, người ta hỏi các bạn là đã tô màu vào 1/2 của hình nào? Khi mà người ta nói tô màu vào 1/2, tức là cái hình đấy phải chia thành 2 phần bằng nhau và đã tô màu 1 phần. Như vậy chúng ta có hình này, và đây cái hình đầu tiên, hình 1 này, là một hình vuông. Người ta chia thành 2 phần bằng nhau. Đây, 2 phần bằng nhau, mỗi phần là một hình chữ nhật đúng không? Đã tô màu vào 1 phần. Như vậy là đã tô màu vào 1/2 của cái hình 1 này. Còn cái hình 2 này, hình 2 này là cũng là một hình hình chữ nhật. Nhưng mà người ta chia thành 2 phần, một phần là tam giác và một phần là cái hình màu trắng phía bên này. Đấy, như vậy thì hai cái phần này các bạn, theo các bạn có bằng nhau hay không? Cái phần này này với cái phần màu trắng này. Như vậy rõ ràng hai phần không bằng nhau thì chúng ta không nói là tô màu 1/2 nhá. Đấy, phải chia thành hai phần bằng nhau cơ. Rồi, rồi tiếp theo hình tròn này. Thứ nhất là chia thành 3 phần nhưng 3 phần này không bằng nhau. Đúng không nào? Chia thành 3 phần không bằng nhau. Đây là một phần này, hai phần này, 3 phần. Như vậy đây không nói là tô màu 1/2. Muốn tô màu vào 1/2 thì phải chia thành 2 phần bằng nhau. Chúng ta tô màu vào 1 phần thì mới là 1/2. Đây chúng ta có một cái tam giác cũng chia thành 2 phần. Chia thành 2 phần nhưng 2 phần này không bằng nhau. Nên là chúng ta nói là không nói là đã tô màu vào 1/2. Còn đây là chia thành 3 phần. Chia 3 phần thì không thể nói là 1/2 được. Đây chia 2 phần nhưng 2 phần không bằng nhau. Cái này cũng chia 2 phần nhưng 2 phần không bằng nhau. Như vậy các hình 2, hình 4 này thì chia 2 phần nhưng không bằng nhau. Như vậy chúng ta không nói là tô màu 1/2. Còn cái này là đã chia thành 3 phần. Như vậy là nó không thỏa mãn là tô màu 1/2. Muốn tô màu vào 1/2 thì hình của chúng ta là phải chia thành 2 phần bằng nhau. Và chúng ta tô màu vào một hình, như vậy chỉ có hình 1 thôi. Được chưa? Vậy đã tô màu vào 1/2 của hình 1. Trả lời này, đã tô màu một phần hai của hình 1. Xong được ý A, cô chuyển sang ý B. Cô chuyển ý B như sau. Ở hình B, người ta hỏi các bạn là gì? Đã tô màu 1/4 của hình nào? Muốn tô màu vào 1/4 thì cái hình đấy phải chia thành 4 phần bằng nhau và tô màu 1 phần. Như vậy chúng ta có 1, 2, 3, 4 này. Như vậy đây là cái hình này chia thành 4 phần bằng nhau rồi đúng không? Và đã tô màu vào 1 phần. Như vậy cái hình này thỏa mãn là tô màu 1/4 này. Còn cái hình thứ hai này chia thành 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy chia thành 5 phần bằng nhau. Tô màu vào 4 phần. Như vậy đây là tô màu 4/5. Đấy, đã tô màu 4 phần trong 5 phần thì cái này phải là 4/5. Đấy, cái này phải là 4/5 chứ không phải 1/5. À, chứ không phải là 1/4. Hình thứ 3, chúng ta chia thành 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Chia thành 5 phần, tô màu 1 phần. Như vậy đây là tô màu 1/5. Tô màu 1 phần trong 5 phần thì nó là tô màu 1/5. Cái này là tô màu 4 phần trong 5 phần bằng nhau thì đây là tô màu 4/5. Chỉ có hình này mới tô màu 1/4 thôi. Như vậy chúng ta trả lời là đã tô màu vào 1/4 của hình 1.
Tiếp tục là vẫn là tô màu 1 phần 4 của hình 1. Như vậy đã tô màu. Đã tô màu 1 phần 4 của hình 1. Sang bài tập số 3. Những ai mà chưa xong thì các bạn hãy dừng lại để tiếp tục làm cho xong. Cái bài tập số 3 này là một bài tập thực hành. Chúng ta gấp để tạo thành 1 phần 2. Và sau đó thì chúng ta đi tô màu. Vậy bây giờ thì cái phần cô sẽ hướng dẫn các bạn qua cái phần gấp thôi nhé. Đấy, gấp thôi. Chúng ta sẽ gấp để chúng ta được các hình 1 phần 2 thôi. Còn cái phần tô màu thì các bạn về sau khi gấp xong thì các bạn tự tô màu cho cô. Ví dụ cô có tờ giấy như thế này. Đây tờ giấy như này. Vậy thì kem sẽ gấp này, cái mép này với mép này với nhau. Đây chúng ta sẽ gấp hai mép này với nhau. Đấy, hai cái mép chéo các bạn gấp với nhau. Bố mẹ có thể hướng dẫn các con. Như vậy, sau khi chúng ta gấp chéo như vậy, đấy, thì chúng ta mở ra thì chúng ta được hai phần. Chúng ta có một phần đây và một phần đây đúng không? Thì bây giờ các bạn tô màu vào một trong hai phần này. Đấy, một trong hai cái phần, mỗi phần là một hình tam giác đây. Mỗi phần là hình tam giác thì các bạn có thể tô màu vào phần tam giác phía trên. Hoặc các bạn tô màu vào phần tam giác phía dưới cũng được. Tức là chúng ta tô màu vào một trong hai phần này. Chúng ta được đây là một phần này. Đấy, phía dưới này là một phần nữa này. Đấy, như vậy các em có thể tô màu vào một trong hai phần này. Đây chính là cái chúng ta gấp để được cái hình này đây. Đấy, hình này, hình hai bạn này chính là một cách gấp thôi. Thì sau khi chúng ta gấp xong chúng ta được mỗi cái nửa của chúng ta, mỗi một phần đây, mỗi phần là chính là một cái hình tam giác đúng không nào? Thì các em tô màu vào một trong hai hình tam giác này chúng ta được 1/2. Tiếp theo để gấp để được cái hình như bạn này, như hai bạn này. Như hai bạn này thì bây giờ chúng ta lại gấp như sau. Cô lại có tờ giấy, vẫn là một tờ giấy hình vuông. Các bạn lấy tờ giấy hình vuông. Bây giờ các bạn lại gấp lên như này. Đây, tờ giấy hình vuông như này. Các em sẽ gấp mép này lên đây. Và nắp gấp mép này lên đây. Đây, chúng ta gấp đôi lại. Chứ không phải là gấp chéo nữa. Gấp đôi. Được không? Đấy, và chúng ta miết mạnh vào. Sau khi gấp đôi như thế này thì cô cũng được hai phần bằng nhau. Hình vuông ban đầu cô đây mở ra thì được hai phần bằng nhau. Cô được một phần là một cái hình chữ nhật phía bên trên và một phần là hình chữ nhật phía dưới. Đây. Và các em tô màu vào một trong hai phần này nhá. Như vậy sau khi gấp xong này các bạn thấy rõ ràng hai phần đúng không? Đây, một phần là nó theo cái đường này này. Đấy, chia đôi ra. Nó sẽ chia hai ra theo cái nếp gấp này này. Đây, nếp gấp của cô này này. Cô vẽ cái nếp gấp lên cho các bạn dễ nhìn nhá. Đây, nếp gấp của cô đấy. Sau khi gấp xong này. Đây, cái nếp gấp này. Đấy, thì nó sẽ có cái nếp gấp như này. Thì chúng ta sẽ được một nửa là phía trên này, một nửa ở phía dưới này. Thì các bạn muốn tô màu vào nửa nào cũng được. Các em thích tô màu vào nửa trên hoặc là nửa dưới cũng được. Đây, chính là cách gấp này. Cô vừa hướng dẫn các bạn hai cách gấp rồi. Chúng ta sang cái cách gấp 1 phần 4. Cách gấp để được 1 phần 4. Vậy thì chúng ta thấy ba bạn này có ba cách gấp khác nhau. Cách gấp thứ nhất, cô gấp theo cái hình của bạn này đi. Hình bạn này nhé. Hình bạn này trước. Thì để gấp thì các em gấp chéo lên. Đây, cô có một tấm giấy hình vuông. Cô gấp chéo lên đã này. Được chưa? Đây, gấp chéo các bạn gấp mạnh đi. Được chưa? Sau khi các bạn gấp chéo rồi thì các bạn gấp cái mép này với mép này với nhau. Đây chúng ta gấp lại. Các em miết mạnh nhá. Sau khi gấp xong thì chúng ta miết như này. Và các em có thể dùng thước các em vẽ các nếp gấp. Như vậy nếp gấp chúng ta được 4 hình đây. Các em nhìn rõ ràng ta được 4 hình tam giác. 1, 2, 3, 4 đúng không nào? Đây, cô có 4 hình tam giác. Hình tam giác thứ nhất này. Mỗi phần là một hình tam giác. Đây, mỗi phần là một hình tam giác. Đây, như vậy các em có thể tô màu vào một phần này. Đấy, các em thích tô màu vào phần nào cũng được. Và các em lấy các màu các bạn tô. Đấy, chúng ta được hình như bạn này đúng không? Đấy, chúng ta tô màu vào một phần. Các em thích tô màu vào phần nào cũng được. Tiếp theo cô hướng dẫn các bạn gấp theo cái hình này để chúng ta ra 1/4. Để gấp theo hình này thì các bạn cũng cần cho cô một cái tờ giấy hình vuông. Ví dụ cô có tờ giấy hình vuông như thế này.
Tất nhiên các bạn gấp đôi rồi đấy. Gấp đôi chứ không phải là gấp chéo nhé. Đấy, chúng ta gấp đôi này. Biến mạnh các bạn. Cái biến mạnh từ đấy. Sau khi gấp đôi rồi thì bây giờ các em lại tiếp tục gấp đôi một lần nữa. Để như này nhá. Xong rồi chúng ta gấp qua này. Đây. Như này, chúng ta gấp từ bên này sang. Này, từ bên này sang. Các em biến mạnh cho cô. Biến mạnh cho cô. Rồi chúng ta mở ra. Thì rõ ràng cái hình ban đầu của chúng ta chia thành 4 hình vuông đây này. 1 2 3 4 hình vuông. Thì các em tích tô màu vào hình vuông nào cũng được cả. Đấy, chúng ta được 1 phần này, 2 phần này, 3 phần này, 4 phần này. Mỗi phần này là một hình vuông. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, vậy bây giờ các em tô màu vào một cái phần của hình vuông bé này thì chúng ta tức là chúng ta tô màu vào 1/4. Đấy. Các bạn có thể dùng bút kem vẽ cho nó đậm lên. Đây cái nếp gấp này. Cái nếp gấp này là lúc mà cô cũng chưa biết là lúc mà cô quay lên hình thì nó có rõ hay không. Nhưng mà lúc mà cô gấp cho các bạn đây thì cô thấy rất là rõ luôn. Mà lúc lên hình đấy thì nó sau khi gấp xong thì nó sẽ được 4 hình như vậy. Cô vừa vẽ theo cái nếp gấp của cô đấy. Thì các bạn sẽ chúng ta sẽ tô màu vào một trong những cái ô vuông bé này thì chúng ta sẽ được 1/4. Hoặc là chúng ta sẽ gấp để ra cái hình 1/4 này đúng không? Muốn ra 1/4 này thì chúng ta sẽ gấp như sau. Đây, đầu tiên các bạn gấp đôi lại cho cô. Gấp đôi. Được chưa? Sau đó các bạn lại tiếp tục gấp đôi một lần nữa. Này, tiếp cho mạnh nhé. Sau đó các bạn lại tiếp tục gấp cho cô một lần nữa. Đấy, tạm miết mạnh vào. Và các bạn mở ra. Sau khi mở ra thì chúng ta được 4 hình, 4 phần. Đây, phần chữ nhật đầu tiên này. Đấy, phần chữ nhật đầu tiên ở đây. Đấy. Rồi đến phần chữ nhật thứ hai này. Rồi đến phần chữ nhật thứ ba và đến phần chữ nhật thứ tư. Như vậy chúng ta được 4 phần. Đấy các bạn. Sau khi các bạn thực hành xong thì các bạn sẽ thấy là chúng ta được 4 phần như vậy. Và bây giờ thì các bạn tô màu vào một trong 4 phần này, tức là chúng ta đã tô màu vào 1/4 rồi các em. Vậy thì phần thực hành thì cô có giới thiệu qua cho các bạn một chút như vậy nhé. Cô có giới thiệu qua cho các bạn một chút là cái phần gấp như vậy thôi. Còn ở lớp thì cô giáo sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 4. Trang muốn ăn 1/2 chiếc bánh. Nguyên muốn ăn 1/4 chiếc bánh. Em hãy giúp hai bạn phần bánh thích hợp ở cái hình bên bằng cách nối phần bánh với thẻ tên ứng với mỗi bạn. Như vậy ở đây, trước tiên là chúng ta có là 1/2 cái bánh đúng không? Bạn Trang muốn ăn 1/2 cái bánh. 1/2 tức là cái bánh đấy, cả cái bánh này chúng ta chia thành hai phần. Chia thành hai phần đây. Ví dụ chia đôi đi. Các em chưa quan tâm đến cái phần chia này nhá. Các em chưa quan tâm đến cái đường cắt này. Chúng ta chỉ cắt một đường này thôi, đúng không? Như vậy khi mà cả một cái bánh này chúng ta chỉ cắt một đường này thôi, cho bạn Trang cái này thì bạn Trang đã được 1/2 cái bánh, tức là cả cái bánh lớn này chúng ta chia thành hai phần. Bên này một phần, bên này một phần, chưa cắt cái này đâu. Như vậy là bạn Trang thì chúng ta sẽ cho bạn cái phần bên này. Đây. Như vậy Trang thì sẽ nối đến cái phần bên này. Bằng cách nối phần bánh đúng không? Nối này. Như vậy Trang thì sẽ nối với phần bánh 1/2 đây. Còn bạn Nguyên muốn ăn 1/4 cái bánh. 1/4 thì bây giờ nhá. Đây, bây giờ thì ví dụ cô có thể lấy bút, cô kéo dài ra. Cô kéo dài ra như này. Giả sử các bạn lấy bút chì, các bạn kéo dài ra như vậy thì có phải là cái chiếc bánh này bây giờ chia thành 4 phần không? 1, 2, 3, 4 không? Chia thành 4 phần bằng nhau. Và chúng ta lấy một phần như thế này, tức là lấy 1/4. Như vậy thì bạn Nguyên muốn ăn 1/4 thì bạn Nguyên có thể ăn phần này hoặc phần này thì đều được cả nhá. Đấy, bạn Nguyên có thể ăn phần này hoặc phần này. Thì game nối. Đây, ví dụ cô nối bạn Nguyên đến đây. Đấy, lấy bạn Nguyên ăn 1/4 như vậy. Như vậy là chúng ta có sau khi các bạn nối xong thì bạn lấy bút chì, các bạn lấy tẩy bút chì, các bạn tẩy cái phần mà các bạn vừa nối này đi. Đấy, các bạn vừa nối đây đúng không? Như vậy chúng ta vừa nối cho bạn Trang ăn cái phần bên này, tức là ăn toàn bộ từ đây đến đây, tức là ăn 1/2 cái bánh. Còn bạn Nguyên ăn 1/4 cái bánh, tức là bạn Nguyên ăn phần bên này.
hoặc bạn nguyên có thể ăn phần này cũng là 1/4. Trên đây, cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được bài 26 trong quyển vừa bài tập toán lớp 3 bộ sách Cánh Diều. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm chuông. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các video học tiếp theo.